Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chần chừ trả đũa Israel, Iran sẽ phải trả giá đắt. Một năm sau khi nhóm vũ trang Hamas phát động tấn công Israel, xung đột ở dải Gaza vẫn tiếp tục bế tắc về giải pháp chính trị cũng như chưa ngã ngũ về quân sự. Dù vậy, cuộc xung đột này hiện bị lu mờ đi nhiều bởi giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon, cùng các hành động quân sự mà Israel và Iran tiến hành nhằm vào nhau. Iran trong tuần này phóng hơn 200 tên lửa vào lãnh thổ Israel và tuyên bố sẽ tấn công quyết liệt hơn nữa nếu đối phương lại xâm phạm chủ quyền và làm tổn hại an ninh của Iran. Cho đến nay, Israel chưa có hành động gì nhưng khẳng định sẽ trả đũa mạnh mẽ, cho rằng Iran đã phạm sai lầm lớn. Iran đã chần chừ khi thủ lĩnh chính trị của Hamas bị sát hại ở thủ đô Tehran. Nhưng sau khi Israel hạ sát thủ lĩnh của Hezbollah ở Lebanon, thì Iran không thể chần chừ được nữa, mà buộc phải trả đũa Israel ngay bằng quân sự. Tuy nhiên, có thể thấy, Iran chỉ nhằm đến tác động chính trị của cuộc tấn công, chứ không chú ý trả đũa Israel, mà Iran gọi là trừng phạt, mạnh đến mức xô đẩy cả hai vào cuộc xung đột thực thụ. Có thể thấy rất rõ điều này ở chỗ Iran đã thông báo cho Mỹ và một số nước khác trước khi không kích để Israel và các đồng minh có đủ thời gian ứng phó. Hiện tại, Israel cũng như Hamas, Hezbollah hay Iran đều ngấp nghé ở bên ngưỡng của giới hạn kiểm soát tình hình. Nếu sắp tới Israel tấn công Iran để trả đũa trên danh nghĩa thì chắc chắn Iran sẽ bỏ qua. Nhưng nếu Israel không kích với quy mô lớn và mức độ dữ dội hoặc nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran thì tình hình sẽ chuyển theo hướng vượt ngoài tầm kiểm soát của các bên liên quan. Hệ quả từ sự chần chừ của Iran dẫn tới việc nước này hứng chịu những đòn đau đớn của Israel. Theo tờ Time of Israel và đài RT, IDF ngày 5 tháng 10 tuyên bố đang dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch tung đòn đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran. Mục đích của đợt tấn công này là đáp trả một loạt tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự của Israel vào đầu tuần này. Một người phát ngôn của IDF đã công bố kế hoạch tấn công cho nhiều cơ quan truyền thông vào ngày 5 tháng 10, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công của Iran sẽ gây ra hậu quả. Trước mắt, các kế hoạch quân sự sẽ cần được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant chấp thuận. Tờ Time of Israel đưa tin những tuyên bố IDF đưa ra vào ngày 5 tháng 10 giữa lúc Mỹ đang tìm cách ngăn cản Israel tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân hoặc dầu mỏ của Iran. Tương tự, đài RT cũng cho biết Israel được cho là sẽ tập trung các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng, dầu khí hoặc hạt nhân của Iran. Về phía Iran, hãng thông tấn Sana dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Pazetat cho biết ông không lo lắng về cuộc xung đột leo thang trong khu vực trước thông tin Israel sẽ tấn công Iran. Bình luận của ông Panesat được đưa ra trong chuyến thăm Asan Luen, thủ đô năng lượng của Israel. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi nói rằng Iran đang tìm cách hạ nhiệt tình hình, một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ở cả dải Gaza và Lebanon khi ông hội đàm với đồng minh Syria của nước này. Ông Arachi nói với các phóng viên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là lệnh ngừng bắn, đặc biệt là ở Lebanon và Gaza. Đã có những sáng kiến liên quan đến vấn đề này, đã có các cuộc tham vấn mà chúng tôi hy vọng sẽ thành công. Tuy nhiên, bình luận của ông Arachi hoàn toàn trái ngược với phát biểu của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Phát biểu trước hàng chục ngàn người tại thủ đô Tehran ngày 4 tháng 10, ông Khamenei nhấn mạnh các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn sẽ không lùi bước ngay cả sau khi Israel gần đây đã hạ sát một loạt chỉ huy cấp cao của Hamas và Hezbollah. Về phía Mỹ, đồng minh của Israel đã khuyên không nên thực hiện các biện pháp này. Tổng thống Biden hôm 2 tháng 10 nói rõ rằng ông phản đối Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran, thay vào đó sẽ cân nhắc những giải pháp khác. Trái với quan điểm của Tổng thống Joe Biden, ông Donald Trump ngày 5 tháng 10 cho rằng Israel nên tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm đáp trả đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa của Tehran hôm 1 tháng 10. Phát biểu trên được đưa ra tại cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina khi ứng viên đảng Cộng hòa này nhắc lại lời Tổng thống Joe Biden rằng không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran.
Tôi nghĩ ông Biden đã sai về điều đó. Ông Trump phản ứng, đó không phải là thứ mà các bạn phải nhắm đến sao? Vũ khí hạt nhân là rủi ro lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Cận cảnh đường hầm chứa đầy vũ khí của Hezbollah. Đường hầm của Hezbollah được quân đội Israel phát hiện ở miền nam Lebanon, có chiều dài 250m, dùng để chứa vũ khí và làm trung tâm chỉ huy. Mạng lưới ngầm này được xác định và điều tra trong các hoạt động xuyên biên giới bắt đầu từ sáng 1 tháng 10 của quân đội Israel với sự phối hợp của các đơn vị đặc biệt. Trong đường hầm của Hezbollah, lực lượng phòng vệ Israel IDF phát hiện có các trung tâm chỉ huy, ba lô chiến đấu và các kho vũ khí lớn được cho là Hezbollah sẽ mang ra sử dụng để tấn công Israel. Bên cạnh đó, trong đường hầm còn có các khu sinh hoạt, được trang bị nhà tắm, bếp và kho thực phẩm. Sau khi bị phát hiện, các đường hầm đã được niêm phong bởi công binh tác chiến của Sư đoàn 98 thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc và đơn vị Yahalom với sự phối hợp cùng Cục Kỹ thuật và Xây dựng của Bộ Quốc phòng Israel. Về phía Hezbollah cho biết đã tiến hành các cuộc phục kích và dùng thiết bị nổ tự chế để làm chậm bước tiến của bộ binh Israel tại miền nam Lebanon. Trong khi đó, một phóng viên chiến trường Israel nói rằng đoàn quân di chuyển tương đối chậm là do địa hình đồi núi gồ ghề của Lebanon. Theo các nhóm nghiên cứu từ Mỹ là Viện Nghiên cứu Xung đột ISW và Dự án Mối đe dọa nghiêm trọng CTP, ba thiết bị nổ tự chế đã được Hezbollah cài xung quanh làng Marou Al-Ras, nằm cách biên giới với Israel khoảng 500m, hôm 4 tháng 10. ISW và CTP cho biết các thiết bị này được cài dọc theo các con đường mà bộ binh Israel dự kiến đi qua. Ngoài ra, Hezbollah cũng đã thực hiện ít nhất 14 cuộc tấn công vào các địa điểm ở miền Bắc Israel hôm 3 và 4 tháng 10, bao gồm một loạt khoảng 70 quả rocket và một loạt thứ hai khoảng 40 quả rocket. Hệ thống phòng không của Israel tiếp tục phát hiện 5 quả rocket khác phóng từ Lebanon hôm 5 tháng 10. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đã phát hiện khoảng 5 quả rocket phóng từ Lebanon vào miền Bắc Israel vào sáng 5 tháng 10. Một số rocket đã bị máy bay chiến đấu phòng không đánh chặn, một số khác rơi xuống các khu vực trống. Theo quân đội Israel, các xe bọc thép Israel hiện diện tại biên giới cũng bị tấn công bằng hỏa lực chống tăng. Quân đội Israel không đề cập đến thương vong hoặc thiệt hại về tài sản hoặc cơ sở hạ tầng. Ngoài khu vực miền nam Lebanon, còn có báo cáo về không kích ở thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, và sau đó lực lượng Hamas đã xác nhận rằng một thủ lĩnh của lữ đoàn Qassam, ông Saed Atalat Ali, đã thiệt mạng. Người này đã thiệt mạng cùng với ba thành viên trong gia đình tại nhà riêng thuộc trại tị nạn Bedawi của người Palestine tại Tripoli. Đây là một phần trong chiến dịch ám sát mà Israel đang thực hiện, không chỉ nhắm vào các nhà lãnh đạo Hamas, mà còn nhắm vào các thành viên của mặt trận bình dân giải phóng Palestine ở trung tâm Beirut. Hezbollah đã phải chịu rất nhiều đòn tấn công vào các nhà lãnh đạo cấp cao của mình, bao gồm cả thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah. Trong khi đó, Hamas từng bị nhắm mục tiêu trước đây ở Lebanon. Phó thủ lĩnh của Hamas đã từng bị hạ sát ở vùng ngoại ô phía nam vào tháng 1 bằng một cuộc không kích. Bằng cách tấn công vào các trại tị nạn Palestine, dường như Israel gửi đi thông điệp cứng rắn đến bất kỳ thành viên nào của Hamas, Hezbollah hay bất kỳ phe phái đối đầu nào. Hôm 4 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran đã đến Damascus để thảo luận về các diễn biến khu vực và quan hệ song phương. Trao đổi với các phóng viên khi xuất hiện tại thủ đô của Syria, ông Araghchi nhấn mạnh mối ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Trước đó vào cùng ngày, ông Araghchi cũng đến Beirut, được truyền thông nhà nước mô tả là một chuyến thăm đoàn kết. Trong chuyến đi này, ông Araghchi đã công bố một chuyến hàng gồm 10 tấn thực phẩm và thuốc men sẽ được viện trợ nhân đạo cho Lebanon. Israel đã không kích cửa khẩu biên giới Masna giữa Syria và Lebanon vào hôm 4 tháng 10. Đây vốn là tuyến đường sơ tán của hàng chục ngàn người từ Lebanon sang Syria. Phát biểu từ Beirut, Giám đốc quốc gia của Chương trình Lương thực Thế giới tại Lebanon, ông Matthew Hollingwood, cho biết cửa khẩu giữa Syria và Lebanon đã bị đánh bom nghiêm trọng, hạn chế khả năng sơ tán của người dân. Theo ông Hollingwood, điều đó đồng nghĩa với việc hàng hóa thường được vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Masna cũng sẽ không thể được tiếp nhận tại đây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 3 tháng 10 cáo buộc Hezbollah sử dụng cửa khẩu với Syria
để vận chuyển thiết bị quân sự vào Lebanon. Trong ngày 4 tháng 10, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Arbery cũng cảnh báo người dân tại hơn 20 ngôi làng ở phía nam Lebanon sơ tán ngay lập tức, bao gồm Anbas, Masda Sham và Tolin. Người phát ngôn này thông báo trên mạng xã hội X rằng bất kỳ ai ở gần các khu vực, cơ sở và thiết bị chiến đấu của Hezbollah đều đang tự đặt mình vào nguy hiểm. Ông Arbery cho biết người dân phải đi về phía bắc sông Awali, nơi hợp lưu với bờ biển cách biên giới Israel khoảng 50 km và không đi xa hơn về phía nam nếu muốn tránh các cuộc tấn công của Israel. Israel khẳng định chiến dịch quân sự trên bộ của họ ở Lebanon chủ yếu nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác ở biên giới, không nhắm vào Beirut hoặc các thành phố lớn ở phía nam Lebanon. Trong khi đó, quân đội Lebanon cho biết binh sĩ thứ hai của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào đồn quân sự ở khu vực Bin Jebel, miền nam Lebanon. Binh sĩ Lebanon đầu tiên tử nạn khi thực hiện nhiệm vụ sơ tán và cứu hộ với sự tham gia của Hội Chữ Thập Đỏ Lebanon. Nguồn tin an ninh Lebanon cho biết ông Hassem Safieddine, người kế nhiệm tiềm năng của thủ lĩnh tối cao Hezbollah, đã mất liên lạc kể từ ngày 4 tháng 10. Theo Reuters, việc ông Safieddine mất liên lạc xảy ra sau một cuộc không kích của Israel nhắm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut đêm 3 tháng 10, nhắm vào các cơ sở quan trọng của Hezbollah. Vào ngày hôm sau, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khu vực này với mục tiêu là ông Safieddine, người được cho là đang trú ẩn trong một bon ke ngầm, theo Axios dẫn lời ba quan chức Israel. Trong khi đó, ba nguồn tin an ninh Lebanon bao gồm nguồn đã nói về việc ông Safieddine mất tích, cho biết kể từ ngày 4 tháng 10, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường vụ tấn công. Hezbollah sau đó vẫn chưa đưa ra bình luận nào về ông Safieddine kể từ vụ tấn công. Trung tá Israel Nadav Sosani cho biết hôm 4 tháng 10 rằng quân đội vẫn đang đánh giá các cuộc không kích vào đêm trước đó, mà ông cho biết là nhằm vào trụ sở tình báo của Hezbollah. Việc mất đi người kế nhiệm được đồn đoán của thủ lĩnh tối cao Syed Hassan Nasrallah sẽ là một đòn giáng nữa vào Hezbollah và nước bảo trợ Iran của họ. Các cuộc không kích của Israel trên khắp khu vực trong năm qua tăng tốc mạnh lên trong vài tuần qua đã làm suy yếu ban lãnh đạo của Hezbollah. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.